Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân tướng học của kênh Vật phẩm Phong thủy May mắn trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Có câu đức năng thắng số. Số mệnh là điều hoàn toàn có thể thay đổi tùy thuộc vào đức của mỗi người. Đức do ông bà cha mẹ truyền lại. Nghệ thuật coi tướng được đúc kết từ kinh nghiệm hàng ngàn năm của Trung Quốc. Nó đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người chúng ta. Ví dụ, con người thì ai cũng thích người đẹp, không thích người xấu. Những người mặt mũi sáng sủa thì được bao giờ cũng được trọng dụng hơn là những người mặt mày tối tăm. Hay là những người cao lớn, dung mạo đẹp đẽ thì bất luận già trẻ, lớn bé hay là giàu nghèo, sang hèn, ai ai trông cũng thấy mến, cũng thích. Xét ở mặt đối lập thì chưa hẳn xấu xí đã là bất lợi. Theo nhân tướng học nhận định, nếu phụ nữ mà có một trong 8 tướng mạo mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây, không sớm thì thị phi ngàn trái, cũng là người tàn nhẫn, lăng nhăng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay trong video này nhé! Đừng bao giờ động đến đàn bà có 8 kiểu tướng mạo này. Một môi trái phải không đều. Khi nhìn trực diện, người phụ nữ có nửa bên trái môi dày, nửa bên phải môi mỏng, hoặc có thể do khuôn mặt bị lệch cộng với đôi môi chưa đủ hoàn hảo khiến người khác nhìn vào thấy môi hai bên trái phải không đều nhau, thì theo tử vi phong thủy nhận định là người thuộc tuyết lẳng lơ. Theo nhân tướng học, phụ nữ có tướng mạo kiểu này sẽ nảy sinh quan hệ ngoài luồng với người khác giới, khiến hôn nhân cơm không lành, canh chẳng ngọt. Người nam cần chú ý khéo léo để ngọn lửa hôn nhân luôn mặn nồng và đủ hấp dẫn vợ mình trên nhiều phương diện. 2. Gian môn có vết sẹo hoặc có nốt ruồi. Gian môn là vùng kéo dài từ phía sau đuôi mắt sang hai bên và theo tử vi phong thủy, đây được gọi là cung phu thê. Cung này phản ánh tình trạng hôn nhân, trạng thái và biến động tình cảm của cả chủ nhân. Những người phụ nữ có nốt ruồi nâu đen sau đuôi mắt hoặc có sẹo vết hằn ngang rất sâu ở cung phu thê thì được nhận định là người có đường sống tình cảm phức tạp, cuộc sống hôn nhân của họ không mấy thuận lợi vì bị kẻ thứ ba xen vào, dễ ngoại tình, xa ngã vì những nguyên nhân khách quan. 3. Chóp mũi cao nhọn. Chóp mũi cao nhọn có thể là chiếc mũi đẹp về mặt mỹ học, mang lại sự sang trọng, thanh thoát cho gương mặt nữ giới, nhưng lại là nét tướng không tốt trong nhân tướng học. Phụ nữ có nét mũi này thường gian trá, điêu ngoa và luôn mưu tính trong mọi chuyện, kể cả trong tình yêu và hôn nhân. Họ sống trong vật chất, mưu đòi mà không thèm quan tâm xem trông phải cực khổ, mệt mỏi thế nào mới kiếm được tiền. Chỉ muốn ngồi chơi hưởng phước, sống trong nhung lụa như người lao động, còn nhà lính, tính nhà quan, nên một khi chồng không đáp ứng được những đòi hỏi của mình nữa, họ sẽ phản bội không thương tiếc. 4. Môi dày, miệng rộng. Ông bà xưa vốn có câu, đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tàn hoàng cửa nhà. Để nói lên rằng phụ nữ miệng rộng sẽ thường gây họa thị phi, dễ khiến những mối quan hệ quanh mình trở nên bất hòa mâu thuẫn. Dù không cố ý tạo nên những kịch tính ấy, nhưng chính bản mệnh và cái tôi quá lớn khiến phụ nữ miệng rộng không biết nhún nhường, khéo léo trong giao tiếp mà dễ gây ra họa. Chưa kể môi dày là nét tướng của người phụ nữ, chỉ biết tiêu xài hoang phí, không biết cách tích cóp, tiết kiệm. Là những phụ nữ này về làm vợ, đàn ông giàu mấy cũng dễ sạt nghiệp, lâm vào cảnh trắng tay. 5. Lông mày hình móc câu. Một cặp lông mày với phần đuôi cong móc vào phía trong chính là nét tướng khắc phù. Dù khôn ngoan, chăm chỉ, lại có bản lĩnh, nhưng mẫu phụ nữ này lại hay so sánh với chồng người khác. Đứng núi này, trồng núi nọ, dù đã yên bề gia thất nhưng vẫn thầm tơ tưởng đến đàn ông khác, giàu có hơn chồng mình. Vậy nên họ chưa bao giờ toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con, càng không vun vén để gia đình ấm êm hạnh phúc. Đàn ông nên cân nhắc, cẩn thận trước khi lấy họ làm vợ, kẻo nhà tan cửa nát. 6. Xương quai hàm nhô về phía sau tai, ích kỷ tư lợi. Nhìn thấy xương quai hàm từ phía sau, tức là nhìn từ phía trước, sẽ thấy xương quai hàm bạnh sang hai bên. Hoặc nhìn từ phía mặt bên sẽ thấy xương quai hàm nhọn và nhô về phía sau tai. Phụ nữ có tướng mặt như vậy chắc chắn không phải là người tốt. Họ rất nham hiểm, xảo trá, thích gây chuyện thị phi, thích làm các mối quan hệ giao tiếp trở nên căng thẳng. Họ so bì tính toán thiệt hơn với người khác, thường cảm thấy người khác làm điều không phải với mình. Chẳng qua là mình không thèm trả thù mà thôi. 7. Mắt có nhiều lòng trắng, tướng sát phù. Mắt là bộ phận rất quan trọng trong tướng học. Từ mắt của một người có thể nhìn ra tính cách của người đó. Phụ nữ mắt rắn, mắt nhiều lòng trắng, mắt có vằn đỏ đều có tướng sát phu, quá phụ từ sớm. Phụ
phụ nữ mắt tam giác thường hung bạo, tàn ác, vô tình vô nghĩa, lật lọng cháo trở, khó được người khác tín nhiệm. 8. Chán rô, vành tai lật ngược. Người xưa cho rằng, đàn bà chán rô kèm theo vành tai lật ngược được cho là người phụ nữ không mấy nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Trong tình yêu, họ thường cố chấp, bảo thủ, yêu nhiều nhưng cũng hận nhiều. Tính tình họ có chút lăng nhăng, đam mê dục vọng và tài sắc hơn là sự chân tình. Vậy nên họ có thể sẽ dễ sa ngã đối với những người đàn ông có tiền, có quyền và đẹp trai. Lấy người vợ như thế, đàn ông phải hết sức cẩn trọng và cần có sự kiểm soát rõ ràng, tránh để gia đình lục đục. Nhìn bàn tay là biết số khổ, phải vất vả bôn ba. 1. Gò kim tinh có vân hình lưới sâu và đậm. Gò kim tinh nằm ở đốt xương thứ 3 của ngón cái, nơi cơ thịt khá phát triển. Gò này là đại diện cho sự nhiệt tình với cuộc sống, mức độ phát triển của nó trực tiếp phản ánh tinh lực và sức sống của một người. Nếu trên gò này có vân hình lưới sâu, đậm và rõ nét, cho thấy bất luận sự việc lớn nhỏ, người này đều phải tự tay mình làm. Một mặt vì họ không dễ dàng tin tưởng người khác, mặt khác không ai có đủ nhiệt tình giúp đỡ. Đây là một trong những đặc điểm dễ nhận thấy của tướng tay vất vả, bôn ba đó đây để lập nghiệp. Người này luôn tự mình xử lý mọi việc, nhưng do thiếu tính quy hoạch tổng thể sẽ khiến cho sự việc dường như không được tiến triển tốt, giống như đầu voi đuôi chuột, hiệu suất công việc thấp, lúc nào cũng làm việc tất bật, vất vả, nhưng đổi lại, không gặt hái được thành quả như ý muốn. 2. Cổ tay nhiều đường vân chằng chịt. Chủ nhân của tướng tay mà có nhiều đường vân chằng chịt ở phần cổ tay hợp lại với nhau như dây xích thường rất coi trọng vấn đề vật chất, thích theo đuổi hư vinh. Người này tuy biết tính toán cẩn thận nhưng lại hay do dự, không quyết đoán, vì thế thường xuyên rơi vào cảnh thu không đủ chi, phải bôn ba khắp nơi để làm việc kiếm tiền miệt mài để bù vào lỗ hổng kinh tế do chính bản thân mình tạo ra. 3. Trên bàn tay không có vân tài khố. Vân tài khố nằm trên ngón tay cái là đường vân có nhiều hình dạng khác nhau, nối giữa hai đốt ngón tay cái. Đường vân này chủ quản về tiền bạc, nếu không có nó, người đó sẽ ít gặp may mắn về tiền bạc, thậm chí có lúc còn phải vay mượn, nợ nần đồng chất. 4. Đường chỉ tay vận mệnh đứt đoạn. Đường chỉ tay vận mệnh hay còn gọi là đường cuộc đời, đường số phận. Vị trí của đường vận mệnh bắt đầu từ phía dưới cùng với lòng bàn tay, gần cổ tay và di chuyển dần lên ngón tay giữa. Đường vận mệnh chỉ những điều liên quan đến sự nghiệp, công việc, những tham vọng và định hướng trong cuộc sống. Đường này gián đoạn, không thẳng, đứt đoạn, hình dạng không theo quy tắc, cho thấy chủ nhân làm việc gì cũng đại khái qua loa, không có cách làm việc tới nơi tới chốn, luôn xảy ra tình trạng bỏ cuộc giữa chừng, vận thế cuộc đời cũng do đó mà bị những ảnh hưởng nhất định. 5. Đường chỉ tay vận mệnh có vân đảo. Đường chỉ tay vận mệnh còn gọi là đường sự nghiệp hay vân ngọc trụ vì nó giống như trụ cột giữa lòng bàn tay. Đường chỉ tay này đại diện cho thành tựu trong công việc bạn đạt được là to hay nhỏ, những mối quan hệ xã giao có rộng mở không, đến phạm vi nào, sự nghiệp và con đường công danh sẽ thăng tiến đến mức nào. Nếu trên vận mệnh có hình vân đảo, tức là có hình dáng trông như hòn đảo, là điểm không may. Khi có đường vân đảo xuất hiện, chủ nhân nên đề cao cảnh giác trong việc dễ thất thoát, mất tiền bạc, thậm chí phải chạy vay vay mượn, nhiều người khó mà nở mày nở mặt. 6. Đường công danh nhiều nhưng có đường phân nhánh. Trong lòng bàn tay, đường công danh là một đường vân dài song song với đường chỉ tay định mệnh. Đường này xuất phát từ ngón áp út và có thể kéo dài xuống tận đáy lòng bàn tay. Đường công danh cho biết mức độ thành công trong sự nghiệp của mỗi người, biểu thị người đó gặt hái được những thành công gì cho sự nỗ lực, đóng góp của mình. Nếu trên đường công danh có rất nhiều đường phân nhánh nhỏ kéo dài ra, biểu thị chủ nhân là người rất rộng rãi, ham học hỏi, chịu tiếp thu tri thức ở các lĩnh vực khác nhau. Nhược điểm của họ là thiếu tính nhẫn nại, hầu như là không kiên trì được đến cuối cùng, do đó họ khó mà đạt được kết quả thực sự, trải qua không ít lần thất bại mới có thể tiến tới thành công. 7. Những đường chỉ tay báo hiệu sự nghèo khó. Xem bói những đường chỉ tay đẩy người ta vào cảnh nghèo khó khi trên lòng bàn tay, hầu hết các gò đều rất thấp và mềm nhũn. Không chỉ vậy, vùng đông hỏa tinh ở giữa lòng bàn tay cũng cực thấp, thậm chí là lõm hẳn vào trong. Da tay rất mỏng, khi chạm vào có thể cảm thấy dây thần kinh ở bên dưới. Đây là các dấu hiệu báo hiệu chủ nhân mắc nhiều nợ nần, vướng vào các vụ kiện cáo và gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống.
Nếu da trên bàn tay rất khô, các ngón tay thô ngắn, chủ nhân nhiều khả năng là người có suy nghĩ và hành động bộp chộp, bốc đồng nên thường dẫn đến những lúc ném tiền qua cửa sổ. Nếu chủ nhân không có đường định mệnh hoặc đường định mệnh rất mờ, nông và bị cắt bởi rất nhiều đường ngang, các đường chỉ tay khác có thể mang tính chất tương tự. Người này bị tổn thất về tài chính rất nhiều hoặc kiếm được rất ít, thu nhập chẳng đáng là bao. Trên đây, vật phẩm phong thủy may mắn đã chia sẻ cho quý anh chị và các bạn biết được đừng bao giờ động đến đàn bà có 8 kiểu tướng mạo này. Rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, anh chị và các bạn hãy để lại ý kiến bằng cách bình luận dưới video này hoặc liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.